Hàng về mẫu mới về, áo Pomopi ngon bổ rẻ bà con ơi. Truy cập ngay chatmarẻ.vn, link dưới mô tả nhé. Sabo có mạnh ngang một đô đốc, Luffy cứu anh trai ở Marine Joy. Hello, chào mừng 500 anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Xuất hiện chưa bao lâu, Sabo, người anh trai thứ hai của Luffy, lập tức tạo được ấn tượng mạnh bởi tính cách và độ ngầu lòi không hề thua kém gì so với A, người anh trai quốc dân ở trong One Piece. Đẹp trai, thoải mái và sát gái là những thứ có thể nói về anh chàng này. Có vẻ như ai trong bộ ba ASL đều không được bình thường cả. Sabo thì cũng vậy, mạnh thật đấy, nhưng bản chất méo sợ bố con thằng nào, nó đã ăn vào máu rồi. Một lần nữa, tính mạng người anh còn lại của Luffy lại được đặt lên bàn cân và chưa rõ sống chết. Với việc solo với Fujitora không hề lấp vế và chiến đấu cùng lúc với hai đô đốc ở Marine Joy, nhiều người thì đã cho rằng trình của Sabo phải tầm chỉ huy số 1 của Tứ Hoàng trở lên và cụ thể là một đô đốc. Vậy thực hư ra làm sao và liệu Luffy sẽ xử lý như thế nào khi biết thằng anh của mình lại bị chính quyền bắt giữ? Và ngày hôm nay, mời anh em cùng với Sam Soi đến với video phân tích Sabo có mạnh ngang đô đốc, Luffy sẽ cứu anh trai ở Marine Joy. Ok, let's go! Sức mạnh hiện tại của Sabo. Với số tiền truy nã 602 triệu Biri, Sabo trở thành nhân vật trong quân cách mạng có mức trao thưởng cao nhất từng được công bố. Con số này dựa trên một phần sức mạnh anh đã thể hiện ở Arderosa, cũng như vị trí tổng tham mưu nắm quyền chỉ dưới nhà lãnh đạo Dragon. Ngay từ nhỏ, sức mạnh của anh chỉ kém một chút so với A. Hiện tại khi mà đã được huấn luyện bởi cha của Luffy, Sabo thực sự trở thành một chỉ huy mạnh nhất nếu đem so sánh với những người có cùng vai trò trong lực lượng Tứ Hoàng. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tất tần tật những gì mà anh có được trước và sau khi ăn trái Miramira no Mi. Về thể chất, khi ba anh em ASL còn ở vùng cực xám, Sabo từng thách đấu và đánh bại Luffy 50 lần liên tiếp trong vòng một ngày. Bên cạnh đó, trong 50 lần chiến đấu với A, anh đã giành được 24 chiến thắng, chỉ thấp hơn là 2 game đấu. Luffy khi ấy đã nhận xét hai người họ có sức mạnh ngang nhau, nhưng A thì nhỉnh hơn một chút. Sabo thì có kỹ năng sử dụng dao rất điêu luyện, có thể hạ gục một tên cướp biển to cao trước khi hắn kịp nhận ra. Cùng với A, cả hai đã từng thực hiện nhiều vụ cướp để tích trữ ngân lượng cho ước mơ trở thành hải tặc. Kỹ năng ẩn nấp và trốn thoát của Sabo là điều rất đáng chú ý. Mặc dù không ăn trái quỷ, anh hoàn toàn áp đảo Luffy, một người sử dụng trái cao su trong mọi trận chiến và chiến đấu ngang cơ với A, con trai của Roger. Khi được Dragon cứu và chịu sự huấn luyện của Hack, Kuma cùng với thủ lĩnh quân cách mạng, thể chất của anh ngày một phát triển rõ rệt. Không mất bao lâu để Sabo đánh bại hoàn toàn Hack, gây ra khó khăn cho Kuma và còn dám dẫn mặt với Dragon. Kỹ năng chiến đấu tay đôi của anh thuộc dạng tốt bậc nhất, cả võ thuật, lẫn sức mạnh, lẫn đổ dai sức. Điều này thể hiện rõ nhất ở đấu trường Corina. Sabo thì dễ dàng né tránh bọn cá trọi bằng tốc độ và sự khéo léo, cùng với đó hạ gục hàng loạt tên đấu sĩ. Sức mạnh cơ bản cộng với tốc độ đủ giúp anh có lợi thế trong bất kỳ một trận chiến tay đôi nào. Về Haki, khác với A, người tập trung khai thác năng lượng trái quỷ, Sabo thì được dạy thuần thục Haki để không quá phụ thuộc vào năng lực này. Anh ta có khoảng thời gian dài huấn luyện trong quân cách mạng với những chương trình đào tạo cực kỳ khắc nghiệt. Điều đó thì giúp Sabo rất mạnh về khoảng Haki. Hiện tại anh được xác nhận sở hữu hai loại Haki là sắc màu vũ trang và sắc màu quan sát. Anh có thể né tránh được đường đạn cực nhanh từ kẻ thù, y hệt cách Luffy thường làm. Đặc biệt thì Haki vũ trang của Sabo được rèn tới mức thượng thừa, kết hợp với chiêu thức chứa danh Long Trảo Thủ. Nó thì đủ sức phá vỡ cánh tay bọc giáp của Burgess, kẻ được gọi là nhà Mr. Champion, nhà vô địch. Chống lại đòn xung kích của hắn chỉ với một cú chạm duy nhất. Cũng với chiêu thức đó, anh ta đã từng phá vỡ cấu trúc sàn đấu bằng cách tấn công vào trọng tâm trên mặt đất, khiến cho toàn bộ đấu trường Corrida phải đổ sập. Nên nhớ, đấu trường này được xây dựng vô cùng kiên cố, chưa từng chịu ảnh hưởng như thế bởi tất cả các đấu sĩ tham dự trước đây. Điều này một lần nữa chứng minh Haki vũ trang và thể chất của Sabo là thực sự đáng kinh ngạc, xứng đáng là đấu sĩ mạnh nhất từng đặt chân tới đây. Trong trận chiến sau đó với hải quân, anh trai của Luffy còn dễ dàng nghiền nát hộp sọ và mũ sắt của phó đô đốc Bastio. Chưa có thông tin nói về Haki báo vương của Sabo, nhưng với việc cả A và Luffy đều sở hữu bá khí, thật bất công nếu người anh còn lại trong bộ ba này không được tác giả bắp cho sắc màu khuất phục. Về trái ác quỷ,
ở Derosa, Sabo thay Luffy tham dự trận chiến giành lại trái quỷ Meramedanomi nhằm tránh để người khác làm ô uế thanh danh của A. Anh đã thành công đoạt lấy chức vô địch và ngay sau khi mà sở hữu năng lực hỏa quyền, Sabo lập tức chứng minh anh hoàn toàn đủ sức làm được những gì mà người bạn quá cố đã từng làm. Mặc dù hơi khó khăn ở giai đoạn đầu, điều mà bất cứ ai ăn trái quỷ đều gặp phải, nhưng chỉ mất vài phút, anh dường như đã làm chủ được ngọn lửa mà A đã để lại. Một chiêu Hiken trừ danh đánh thẳng từ trung tâm đấu trường xuống tận tầng hầm bên dưới, phá vỡ toàn bộ kiến trúc tại đây. Chiêu thức với sức sát thương quá khủng khiếp ấy y hệt như cách mà A đã phá vỡ vài chiếc tàu chiến cùng lúc ở bến cảng đến Alabasta. Nó đặc biệt nguy hiểm hơn khi mà kết hợp với Ryusoken long trảo thủ và lửa Meramera còn dùng để bọc vào vũ khí trên tay của Sabo giúp tăng sát thương đốt. Khác với A, khi mà Sabo nhận được năng lực này, anh ta đã là một nhân vật cực mạnh với Haki và thể chất vượt trội. Vì thế thì không có gì lạ lẫm nếu cho rằng Sabo hiện tại mạnh hơn A của 2 năm về trước và còn là mạnh hơn rất nhiều. Dù số tiền được công bố là 602 triệu BRI khá thấp và cả 4 tư lệnh Đông Tây Nam Bắc thì cũng vậy. Và nên nhớ, mức truy nã dựa trên sức mạnh và mức độ phá hủy của một tên tội phạm. Ở khoảng này thì Sabo thì rõ ràng không phải là một người thích đập phá vô cớ, cũng như chưa thể hiện quá nhiều về khả năng của mình. Thức tỉnh trá quỷ. Bây giờ cùng xét trên sức mạnh mà Sabo có thể đạt được, chắc chắn đó phải là thức tỉnh trá quỷ. Nghe thì có vẻ hơi vô lý đúng không? Mình tin là anh ta sẽ đạt được giới hạn này. Mặc dù sở hữu trái Meramera không quá lâu, nhưng mà với kinh nghiệm cũng như kiến thức về trái lửa và qua trận chiến với hai đô đốc Fujitora và Ryokugyu, mình tin rằng khả năng anh ta đã tiến tới trạng thái thức tỉnh khi mà cận kề cái chết. Lý do mình cho rằng như vậy là bởi A cũng đã từng thể hiện điều đó trong lần gặp mặt xanh để cảm ơn về vụ việc liên quan đến Luffy. Khi ấy, theo lời của Ben Beckman, những ngày mà A đến hòn đảo, mùa đông thì bỗng nhiên ấm hẳn lên, tuyết cũng ngừng rơi, phải chăng là do lửa của anh đã ảnh hưởng đến thời tiết nơi này? Điều đáng chú ý là A chỉ ăn trái Meramera vỏn vẹn trong vài năm. Nhưng với tư chất đế vương cộng với đầu óc tinh tường, việc thức tỉnh trái quỷ không phải là không có cơ sở. Còn tại sao thằng lù tới giờ vẫn chưa thức tỉnh thì anh em cũng biết rồi đấy, não ngắn mà. Sabo thì lại 19-10 so với A, thế nên thì nếu có thể thức tỉnh được năng lực này, nó sẽ bóc cho anh một lượng lớn sức mạnh để có thể đặt lên bàn cân với các đô đốc hải quân. Vậy còn bạn thì sao? Bạn nghĩ thì liệu Sabo đã đạt tới trình độ này? Tầm ảnh hưởng. Một chi tiết quan trọng khác nữa đó là tầm ảnh hưởng của Sabo trong tương lai. Nếu A là một nguyên nhân giúp Luffy trở thành một đại tặc như hiện nay, thì Sabo đã nói ngay lần gặp mặt đầu tiên: "Ta sẽ thay cậu ấy bảo vệ em." Rõ ràng vai trò của Sabo hơi khác một chút. Anh ta thì muốn bản thân có thể bao bọc che chở cho thằng nhóc ngỗ ngược, điều mà A trong quá khứ đã dùng cả tính mạng mới có thể làm được. Sabo cũng từng nói, bất cứ khi nào Luffy gặp khó khăn trở ngại, anh đều sẽ xuất hiện để bảo vệ cậu. Khác với A, người luôn muốn giúp bố già trở thành vô hải tặc, thì Sabo lại muốn giúp Luffy đạt được ước nguyện của mình. Từ đó thì không có lý do nào anh lại được sắp xếp là yếu hơn thằng em để cho nó bảo vệ ngược lại cả. Ở Derosa, Sabo chứng minh mình mạnh hơn hẳn Luffy và thấy Kuru đạt con số 1 tỷ rưỡi tham gia trận chiến tại Wano. Sức mạnh của mũ rơm được đánh giá là có thể cân với một đô đốc hoặc yếu hơn một chút. Thế nên thì mình tin rằng giai đoạn anh bị bắt, cái tầm của Sabo thì cũng phải ngang ngửa hoặc hơn Luffy ở Wano này. Lưu ý trước khi mà cậu đánh bại Kaido nhá. Nếu không thì câu nói "ta sẽ thay A bảo vệ em" sẽ trở nên vô nghĩa. Và nên nhớ, toàn bộ quân canh mạng và ngay cả Dragon còn không dám tin về việc Sabo đã bị đánh bại trong một trận chiến tay đôi. Tình trạng hiện tại. Ngay lúc này, tin tức Sabo bị bắt đã truyền đi toàn thế giới thông qua liều báo Morgan. Thông tin này kèm theo một số vấn đề liên quan quan trọng đến nỗi là chính phủ thế giới phải cử mật vụ CP0 đến để bịt miệng ông ta nhưng lại bất thành. Có thể thấy, nó không chỉ đơn giản là một vụ bắt giữ thành phần phản động. Dường như đằng sau việc thâm nhập Marineroy, Sabo đã phát hiện ra những bí mật động trời ở bên trong thánh địa, đặc biệt là liên quan đến Thiên Long Nhân và những kẻ đứng đầu như Im Sama và Ngũ Lão Tinh. Lập tức thì hai đô đốc Bò Lục và Hổ Tím đã được cử đi truy bắt Sabo. Rõ ràng sự kiện này sẽ tạo ra một số hệ lụy to lớn tiếp theo khi mà Aquano kết thúc. Câu hỏi được đặt ra lúc này là anh trai Luffy còn sống hay đã chết?
Theo nhiều nguồn tin, Sabo thì vẫn còn sống nhưng bị giam cầm trong ngục tù và bị tra tấn dữ dội. Việc anh ta chết thì không quá khả thi khi nó sẽ làm đứt mạch truyện, đánh mất vai trò là thay thế A mà tác giả đã cố tình lồng ghép vào. Thế nên thì phần trăm cao chính quyền thế giới sẽ dùng anh là mồi nhử cho quân cách mạng được dẫn đầu bởi Turken và đặc biệt là thằng trẻ trâu quẩy nát đại trình Luffy mù rơm. Không lâu trước đây, Sanh từng có cuộc gặp bí mật với Ngũ Lão Tinh để bàn về một tên hải tặc quan trọng, nhiều khả năng là thằng cháu mà tóc đỏ đã lập kế hoạch suốt 12 năm nay. Nếu Kulu một lần nữa hay tin anh trai lâm nguy, cậu thì có phi thân đến cứu như sự kiện ở tổng bộ 2 năm trước. Liệu Luffy có đến cứu Sabo? Là một người trọng tình trọng người, thậm chí sẵn sàng giúp đỡ bất kỳ ai trong khi bản thân chỉ còn mỗi cái nịt. Mình tin Luffy sẽ không làm thinh nếu biết anh trai mình đang gặp nạn. Một số nguyên nhân sau đây sẽ chứng minh cho điều đó. Đầu tiên, ngoài ông nội và gia đình đa đơn, Sabo là người quan trọng duy nhất còn sống đối với Luffy. Mối quan hệ anh em giữa ba người là vô cùng thiêng liêng. Người lạ, cậu thì còn bán sống, huống chi đây là một phần tuổi thơ không thể thiếu của Kulu. Thứ hai, không giống với lần trước, chỉ đơn thân độc mã xông vào Impel Down và vô tình tìm được đồng minh để quẩy ở Marineford. Không chỉ Luffy đã là một tên hải tặc máu mặt ở hải trình, mà còn có những người đồng đội đáng tin cậy ở bên cạnh. Cậu thực sự có thể vững tâm dành toàn bộ sức lực để công phá Marineford. Thứ ba thì Sabo không chỉ là mồi nhử băng hải tặc mũ rơm, quân cách mạng thì mới là tiên quyết. Thế nên thì nếu cha mình cũng tiến đến lãnh địa của chúa, nó thì sẽ thôi thúc Luffy có lần đầu tiên gặp lại cha mình sau gần 20 năm. Vì vậy mình khá là chắc chắn cậu sẽ tấn công thánh địa để cứu Sabo cũng như giải quyết toàn bộ mâu thuẫn ở trận chiến cuối cùng. Có mạnh ngang một đô đốc. Quay trở lại với vấn đề Sabo có mạnh ngang một đô đốc, đây thì vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải, tùy thuộc theo ý kiến cá nhân của mọi người. Theo quan điểm riêng của mình thì Sabo có thể chạm tới sức mạnh của một đô đốc trong trận chiến với Hổ Tím và Bò Lục. Trận chiến đó thì cũng là dẫn chứng tiêu biểu nhất cho luận điểm này, phải cần tới hai đô đốc thì mới có thể áp chế được Sabo. Tương tự thì chi tiết Garp và Senoku cùng nhau hợp tác để hạ gục sư tử vàng Shiki. Ở Terosa, khả năng của anh trai Luffy được chính Fujitora công nhận là rất mạnh, mạnh hơn hẳn Zoro tại thời điểm đó. Hai năm trước chỉ với năng lực Meramera, A có thể trao đổi chiêu thức với Aokiji và gây ra rất nhiều khó khăn cho tổng bộ khi anh được mở còng. Chi tiết này thì cũng góp phần củng cố Sabo đang ở cái tầm của một đô đốc và ít nhất là kém hơn một chút cũng không quá nhiều đâu. Mình tin rằng với năng lực Meramera cộng thêm Haki và thức tỉnh trái quỷ, Sabo thậm chí có thể đánh bại một cựu đô đốc là chim trị xanh Aokiji nếu hai người chạm mặt nhau. Như mình đã nói, anh ở hiện tại mạnh hơn A của hai năm trước và đặc biệt còn được huấn luyện bởi Dragon. Bạn thì có đồng ý với ý kiến này hay không? Comment phía bên dưới cho mình biết về nhé. Rồi, ok, trên đây là video phân tích về ý kiến Sabo có mạnh ngang một đô đốc và Luffy sẽ đến cứu anh trai ở Marineford. Ý kiến của mọi người như thế nào cho mình biết bằng cách bình luận bên dưới nhé. Và ngay bây giờ sẽ cùng đến với 3 chiếc comment may mắn nhất đến từ video trước. Bạn đầu tiên là bạn Nhí Trao. Anh Sam Soi ơi, Luffy sau đại trình, Luffy sẽ lấy ai làm vợ? Lấy Law nhá. Thông tin này đã được thuyền trưởng Sam Soi xác nhận rồi nhá. Bạn thứ hai, bạn Quang Huy Nguyễn. AD ơi, nếu anh được chọn một trái quỷ, anh sẽ chọn trái nào? Mong được lên TV một lần. Anh thì sẽ chọn trái Suke Suke Nomi nhá. Trái tầng hình chứ còn gì nữa, đúng không? Và đừng quên để lại chiếc comment bên dưới video này và ấn nhẹ vào nút like để đăng ký kênh cũng như là tham gia phiêu lưu cùng với bạn tại Samsung nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại vào clip ngày mai. Bye bye! À, すぐ追いかけるさん! そういや、俺も言ってなかったな! よし、行こう!